Hôm nay có người khách chị Vân tới thăm vườn nè, xin bà nhánh về ghép chơi. Ô cỏ ủ vậy hả? Vâng, em cắt làm ủ á. Ồ, còn cái này ủ lên không có mùi, cái cây này là cái giống như bồ công anh này á, ủ lên đồ ăn nhà bếp. Đồ ăn nhà bếp. Không, không cần đất. Ủ vậy thôi là nó nóng, nó vi sinh, nó làm việc nó mục ra. Cái cây là dạng giống như cái cây thuốc nhưng mà làm phân được luôn. Giống bồ công anh nha. Ừ, bồ công anh mà cái dạng khác. Cái này em chặt ra em ngâm nước phân nè. Em ngâm nước phân tưới cây tốt lắm. Ồ, vậy hả, giống như là chị bệnh cho cây. Ừ, đúng rồi. Đó đây nè. Ui, cái vàng này mà trồng bông hồng leo đẹp. Apple pear. Bông hồng leo gì em tính trồng nho đó. À, mango đó, nho mango á. Vậy hả? Yeah. Có mùi mango nữa hả? Dạ. Yeah. Apple mango. À, cái cây này em ghép sáu lại kìa, nhánh lên Hàn Quốc đó kìa. Đó, trái cũng lù khù nè. Trồng vậy. Nè nè, vô đây xem nè chị. Nó đủ ánh nắng không? Quá, không, nó thích nó mát mát này nè. Chám đậu quá trời, năm ngoái nó đậu kinh lắm, khủng lắm, mà năm nay ít, mà cái mấy cái cành ghép nó đậu. Nó đậu ngon lắm. Lấy Hàn Quốc. Cái cây ở ngoài apple á. Apple pear right here. Nè. Nó đó đó. Mày muốn ăn hả? Chưa vậy hả? Em ăn một lần nhà bố em trồng rồi. Mình trồng tới giờ chưa có ăn. Chưa ăn được tại vì nó ra sớm mới tháng 2 nó nở bông rồi là lạnh cái là tiêu là không có đậu. Nó khác mùi. Nó khó đậu lắm, cái thằng này nhạy cảm lắm. Tháng 2 nó nở bông rồi. Mấy cái cành dưới này mới dễ thương nè. Đi ra đây em chị cho. Đây nè. Nè nè, mấy cành dưới xà xà này nè, dễ thương lắm. Con nít mấy tuổi há được luôn nè, trái nhiều lắm á nha chị. Trời ơi. Nè, cái nè nó cái này là kiva pear nè. Đó. Nó xà xà dưới đất vậy đó, ghép mà xà xà vậy đó mà trái. Vâng, trái nhiều lắm, ghép nhiều lắm đây nè. Nhóc luôn nè. Cái cây lê nguyên thủy nó là ở trên này là. Cái đó nó không đậu. Coi chừng lê ấy không, giống nhà chị Trang không, thì đó bị nó không đậu, không phải, nó không đậu á chị, nó sót phân hay sao. Còn đây orange pear nè. Cái này bự hơn thế hả? Yeah. Đây nè, năm nay ít đậu mà nó xà xà dưới nó có trái nè. Năm ngoái nó nhiều lắm, nó xè xè quá trời luôn. Nhớ thấy người ta quay. Tại do thời tiết đó chị. Còn cái cây này, cây nectarine đào láng là trái khủng luôn. Trong là ruột vàng hay ruột ếch? À, hình như vàng sao á, vàng. Ôi, mới đây trái to. Bự lắm, nó lớn nhanh lắm. Đây nè, cho chị xem cái trái nó mọc trong thân dễ thương lắm nè. Ủa, chị hả, có mọc trong thân nữa. Đây nè, đây nè, bằng chứng nè. Nè. Wow, lạ vậy. Dễ thương chưa nè, trên này hai trái nữa nè. Nè, nhánh bé xíu nè, không, trái nhóc luôn nè. Tại vì năm vừa rồi em bón dữ lắm, nó tích tụ năng lượng. Ừ, đúng rồi, châu bi, với lại em chơi thêm 10 hoặc là chị có thể trộn vô 13 không, rồi phân ủ mục nữa. Mình để chỗ nào mình rưới lên, phân ủ mục nữa, rưới trên mặt thôi, rưới trên mặt vào mùa hè cho nó để nó tích tụ năng lượng. Xong rồi trước khi vô cái cây này mới hay. Cây này cây táo. Cái lá là lạ vậy? Cây táo này là lê Hàn Quốc nè. Ồ, em ghép nè. Cái lá nó viền hồng vậy. Ừ, vô apple pear lúc nó còn non á. Còn cái nhánh trên là em ghép honeyquist nè, cái dấu này nó mịn đẹp lắm, táo thì dấu nó mịn đẹp honeyquist. Em ghép lên cái cây quá. Táo trồng hạt nè. Cây được cái cây táo này là em trồng ghép đó, mới ghép năm nay nè, đang lên nè. Được mấy tuần rồi? Chắc cũng tháng rồi đó. Đây nè. Ghép nè, đó. Ồ, đẹp quá. Lên ha, nè, đó. Ừ, ừ. Còn này năm ngoái, cái này năm ngoái. Thì tùy nhánh đây nè. Ghép nó đây nè. Nè đây đang lên nè. Hay, cái táo này, cái táo thường. Không cần bịt là luôn hả? Không, em ghép tháng 2. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là không cần bịt. Nó còn mấy tháng này phải bịt, tháng này bịt hoặc là bọc nó lại để nó giữ độ ẩm á. Đó, đây thử nghiệm nè, cái cây Red Apple Delicious ăn dở ẹc à. Ghép hai honeyquist vô là bự chưa? Ra bông chát luôn, không biết có đậu nhiều không. Đây, thử nghiệm ghép lê nè. Lên nè, ghép đậu canh nè. Nhưng mà chưa bao giờ có trái cho mình ăn thử coi ngon không hả? Nó giống nhau à. Rồi. Sợ, ví dụ lê lên táo nó khác. Ăn nó khác. Không có nghịch con chưa? Hả? Không khác đâu chị, giống nhau hết. Bông gì quá vậy? Kinh mà nó không luôn. Đậu hả? Không đậu nổi. Nó ra trễ quá. Trồng dơ con quá, đi biết. Dơ quá. Đây đây một cái cây đào hột nè, cây đào long hột, đi vô nha. Cây đào long hột. Hột là sao? Mà nó khỏe lắm.
của cái cây nó rụng nó em trồng à, trồng em... từ hộp vâng mà nó tốt ghê hồn nó trái nhóc luôn còn... mà đông nó đẹp lắm bông nó y như nectarine với lại còn... đào láng vậy đó trái nó to chị đẹp lắm à, đây nè donut pizza ruột vàng nè đó hả? Nó mới hay nó mới đẹp nó giống như lá đỏ mà bữa đây không có kịp trời ơi quên mất tiêu luôn em sợ chị hoa nó cũng giống bên nhà chị đây đây cho chị xem trái nè dễ thương vô cùng dễ thương chưa đẹp hơn cái trái nhà chị Trang đây nè cái nhánh này nè ít bông hả nó nhiều bông mà có nó còn bé nó không có đậu được nè dễ thương chưa mà trái bự ha lớn nhanh ghê không dễ thương không à, nó dẹp dẹp á giống như cái bánh donut nhưng mà nó bự hơn bự chín giống nó to lắm ồ chúc cho chị cái nhánh nha ngon ừ em cắt rồi ôi đã vậy lá đẹp quá ha ừ lá màu đỏ khi mà nó già nó mới ngà thành màu xanh lơ lơ xanh đậm đậm thôi rồi mùa thu thì sao nó màu gì thì nó chuyển thành màu vàng nó rụng thôi đẹp ha. Ừ khi nó ấy nó lại là màu xanh. Vâng nó giống đâu. Như là đào kiểng vậy đó. Ở đâu nhưng có, mà trái ngon đâu em mua. Trời ơi xin ơi em mua lúc đó nó bán cái cây bé xíu chắc bằng nhánh này. Ôi ơi mới trồng được năm vàng mua online đó. Bé xíu tại xíu. Thấy cây lạ mua hả? Vâng. Em còn tìm donut piece nó luôn á. Trồng chậu hả? Khỏe. Hồi xưa bỏ chậu xong rồi không có thời gian mà bung nó ra chuyển đi. Nó ghim luôn. Rễ nó khỏe lắm nó ăn vô luôn thế là em không bắt mà đó giờ đâu thấy trong video đâu em không có bứng đi được em để vậy luôn rồi hôm rồi em chặt em mới em ghép thì để năm nay có trái nó có ngon hay không năm ngoái thì nó không đậm năm nay đã đậu mấy năm rồi à chắc cũng được 2 năm á mà nó lớn nhanh lắm cái gốc to nó lớn nhanh khỏe lắm không tốt gì bón thấy màu nộ luôn nó ghim nó trúng cái thùng phân ủ mục ở đây nè nó xé nó trúng thùng phân ủ mục đèn ở đây nè có rỉ ra hả có rỉ ra ngõ nào đâu em đục gì đít á xung quanh mưa, luôn mưa rồi ấy tôi thấy phải đục cho nó thông hả đúng rồi chị đâu biết đâu nhà có thùng rác không có thùng phân ủ mục nè này có thùng nước phân á không thùng nước phân đâu có đục mà em ngâm á ngâm bằng nước á để mà tưới hả đúng rồi rồi mình pha làm sao tỷ lệ sao à nửa thùng lá rồi phân ủ mục rồi chuối hay cái gì đó đâm nó vô xong rồi chị chế này. Nước ra đầy vô rồi mình pha tưới kìa cho một khoảng có muỗng cà phê Epsom salt thôi cái này là cái này em trồng mà hả? Táo từ hột em lấy gốc em làm rootstock cho ghép lê Hàn Quốc tại vì lê nó khó lên quá lấy táo cái gốc táo khỏe hơn hả khỏe hơn đây là cái gốc này em mới ghép hôm rồi nè nó lên là nó sống rồi nè thấy không trong video đó. Thấy vậy ở gốc táo nè Lê Hàn Quốc là Lê Hàn Quốc cái nhánh nhỏ đó tương đương với nó đó là cái gốc táo đó là trồng từ hạt đó hả yeah. Rồi anh thanh long vàng nè thanh long vàng dễ trồng không khó lắm lên ẻo uột lắm ủa sao bộ thích lê lắm sao mà trồng lê vậy đúng rồi cây này cái lê đỏ em cũng ghép một mớ này orange pear nè trái mà thằng này nó khỏe vô cùng nó nằm mép nè gốc nó bự rồi nó không ngon phải không nó không ngon nó mềm lúc chín nó bị mềm ê con đừng có đi vô đây cây sung nó sống lại hả đó đây em đang trồng đó có đem vô không không chị tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 là mình rồi cái này là silet á hả không hình như giống khác em chưa biết nó lại gì em trồng thử cái đây là cái silet là thằng này nè celeste nè đó nó đang lên em chờ ấy nè táo tàu thử nghiệm dâm cành lên đẹp không có thể nó đang ra rễ đó dâm cành được hả nó cắt ngắn mới thôi nhỏ nhỏ vậy thôi nó mới lên rồi mình cứ thử cho nghiệm. Nó ẩm ẩm hoài hả dạ yeah, đúng rồi mấy cái thằng kia em phải đậy cho nó có hơi nó ấy dưỡng mấy cái cây táo dài để em ghép táo tàu vô trồng hạt lâu quá nè hôm lúc, qua nhà này Trang đào mấy cái lúc chưa em chưa rặn nè cái cây cà chua bé tí có trái nè dễ thương hả cái này là steak beef nè này là roma nè mới sang chậu đó phân cả đống ở dưới chậu bé mà thôi mà nó có trái á chỗ nào luôn đây chậu bé tí xíu nè nè trái nè nè bông nở quá trời đây nè yeah trồng hạt luôn á khỏe hả cây này thấy khỏe nhìn tốt không cây kia nó chưa bén rễ thôi xanh rờn nè còn nó luôn hả giống khác còn cây này cây này cái táo sao mà em ghép Hàn Quốc tí trên này mà nó không lên nè ồ hay vậy đó mà sao thấy Hàn Quốc còn khỏe hơn mấy cái nhánh kia nữa
thì nó là đúng rồi, nhánh chính với lại là thường ghép nó là nó giống như nó dominate đấy. Để coi. Cái mới ghép ui dạ, kiến đó ghép ăn vậy đó, giống như là mình hơi bị hở da phải không, cái lúc đó mình ghép nó bị hở da nè. Không sao hết á. Không sao hả? Nó bị chóc thôi. Bởi nhà chị có ghép thử. Ghép thử thì cái táo honey cha nó bị hở nhưng mà sao nó ra mầm. Ừ, nó sống dơ con. Không, nó bánh sống, nó bánh sống. Nó khỏe ghê, nó ra mầm á. Còn nãy tưởng xé đi với chị luôn. Không, đi làm, chị đi làm, chị chạy luôn. À, chạy thẳng luôn hả? Ghép cái hơi bị này ha. Hơi bị đốm đốm vậy nè. Nó không phải. Là cái này là hữu cơ, nó là sành sành như vậy, nó là báo hiệu là chả rất là ngọt. Ồ vậy hả? Hữu cơ. Chứ người ta nói cát á phải không? Đúng rồi, nó sành sành vậy nè, hữu cơ, nó rất là ngọt. Cái này cây này em đâu có ghép đâu, để nguyên thủy luôn á. Có mình ên nó à. Cây trồng từ hạt á hả? Ừ, mình nhìn cái tán nó đẹp không? Central Leader đó. Nó khỏe hả? Nó Central Leader đó. Nó hiểu rồi. Nó bị sunburn á. Ồ, có mấy cái nó bị con gì đó. Ờ, kệ nó. Để xong cái này chờ trái nó bự chút xíu em sẽ tắm tưới em bón nó là nó tốt lắm. Sao người ta nói mình rải nhổ cỏ hết đi, mình rải cái mốt á. Không. Cái mốt em thử rồi, em thử rồi không. Không có bằng cỏ đâu. Cỏ nó mà cái cỏ này nó chăm đất của cây sao? Không. Nó làm phanh nó giữ ẩm á chị. Vậy hả? Ừ, nó giữ ẩm á, không có không có lo. Không sao. Em trồng theo tự nhiên á. Giống như mấy canh trái nó mọc ở rừng á, ngon quá trời, có ai chăm nó đâu. Cỏ nó giữ độ ẩm. Còn cây này? Cây ổi luôn á. À, em nhiều lắm. Ừ. Giữ. Sợ gì giờ gì? Sợ chồng mà đem ra đem vô quá, cực quá. Ủa mình không có cần phải tháo này ra hả David? Nó tự bung tự nhiên. Em chờ cho nó khô hành em gỡ. Giờ nó hơi còn non, nó mới cây ghép. Này, ghép mới ghép tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm nay đó. Mình lên khiếp không? Tốt ghê hả? Ừ. Anh này đậu trái nè. Đậu nè. Mới ghép luôn á hả? Cái chuồng này nó không năm ngoái, thằng này lên Nhật. Còn cái cây này đây nghe trái cái nè, này Hàn Quốc. Trái nè, đậu này năm nay nó bị đậu ít. Cái này cây gì? Này à, cây em lúc lên em biết mà cây Orange Pear. Còn cái cây của cái anh bên kia gửi Asian Pear là em ghép nhánh này nè. Lên tốt luôn nè. Ghép tháng 3 đó. À. Gì mới có 5-6 tuần á hả? À đâu đây nó đậu trái nè chị ơi. Ồ cái nhánh này mới ghép nè. Chu đã chưa trái cầm đống luôn nè. Cái đó là nhánh gì? Nhánh hình như nhánh này của cái anh ở bên ấy á. Anh gửi tặng á hả? Ừ, Asian Pear đó nè. Đậu rồi nè. Anh bên này là đậu. Hôm rồi cái chuồng này nó đã quá mà nó không đậu. Cho làm nhà thích ăn lê sao mà. Ừ em khoái lê lắm, em trồng cả vườn lê luôn. Xung quanh lê không, không thích táo tàu hả? Táo tàu em thích ok đấy, tại nhiều người thích cái xong rồi em mới chuyển hướng là em mấy táo tàu, chứ hồi trước em không có nghĩ thích táo tàu lắm. Ừ, tình cờ quay lên người ta lại thích táo tàu. Không có cần thiết thì mình nhổ lên mình trồng táo tàu hay kệ nó, để cho nó mát, nó khỏe, nó giữ cái độ ẩm. Đây nè, rinh thêm mấy cây này nè mà để mang lên farm trồng mà chưa đi được. Nè cái thằng này ruột trắng nè, Galaxy nè. Donut Peace. Donut Peace. Ba mấy mua sao chị ấy à, 39 đồng. Mà nhánh cũng nhiều chứ. Mà sao nó lâu ra ghê, không hiểu nó đây nè, trên này nó chậm ra ghê. Bữa đi biết ghép cho chị tới giờ chưa có thấy ra. Chưa, thằng này nó lâu lắm. Sao kỳ vậy ta? Lên kỳ lắm. Mà này đâu phải ghép đâu. Không, thằng này nó là mua cái gốc ghép mà này. Cây đào á. Ý gốc là cây đào mà nè. Ghép sao nó không ra. Chưa, từ từ. Còn cây lê thì nhanh quá trời luôn. Đúng rồi, đây nè, giống như cái thằng này nè, mấy cái thằng trên trộm á, nó lâu lắm. Có những nhánh mà nó chưa muốn ra luôn á. Lê này là lê gì? Nãy nó lê gì? Nó cái này đào láng. Đào láng. Nectarine nè. Chúc cho chị ngon chị ghê luôn á. Nè, nó sẹo sẹo vậy là hữu cơ nè. Ghép đây được không? Thành công không? Được, được. Cái cây của chị cũng lớn này ghép được. Ừ. Nó cùng giống đào với nhau á. Tại giờ có mấy nhánh chị nó lên á, chị muốn ghép thử thôi. Ok. Rồi thôi chào mọi người nha, để cắt cành cho chị đem về đó. Trễ rồi. Bye bye.